Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đại học Đông Hải gần Học viện Hàng không hơn. Để tôi đưa Tiểu Ngư Nhi về ký túc xá cho. Bài, các cậu đi đường cẩn thận. Mẹ nó, tiện nghi cho hắn rồi. Tiểu Trần, sau này mày vẫn có ý định theo đuổi Tiểu Ngư Nhi hay sao? Mày sau này vẫn tiếp tục theo đuổi Hoàng Tuệ chứ? Tình huống của hai chúng ta khác nhau. Mày còn có Thẩm Mấu Sở, nhưng tao chỉ có mình Hoàng Tuệ mà thôi. Đây là sự khác nhau giữa tao với mày. Nhưng tình hình nhà gái cũng đâu giống nhau đâu. Tiểu Ngư Nhi chắc chắn chỉ có mình tao. Còn Hoàng Tuệ khẳng định là không chỉ có mình mày. Á đù. Bố mày không bằng mày. Cấp 3 nói chuyện với gái tao còn đỏ mặt. Nhưng thời điểm đó, mày vẫn có gan tán Tiểu Ngư Nhi. Tao may mắn lắm mới gặp được Hoàng Tuệ. Dù gì, dù cho cô ấy tiêu tiền hoang phí, song vẫn có rất nhiều ưu điểm mà. Ưu điểm cái mẹ gì? Ưu điểm duy nhất của cô ta là nói chuyện êm tai, đồng thời rất biết cách dọa lạt mày. Nhưng cái ưu điểm này cô ta không chỉ dùng cho bản thân mày, mà bao trùm tất cả những người con trai mà cô ấy tiếp xúc. Đừng nói nữa. Khổng Tịnh, xin chào. Chút nữa cậu có thể đến một quán ăn ở gần cầu Sư Tử đón tôi được không? Trung tổng, bây giờ tôi đã đem thị trường giao hàng của 4 trường đại học hoàn toàn chiếm lĩnh, dự định sẽ mở rộng ra bên ngoài một chút. Mở rộng như nào? Cậu muốn cướp địa bàn với tôi hay sao? Nếu như tôi có thể cướp, tôi đã cướp sớm rồi. Ý của tôi là muốn đem nghiệp vụ giao hàng của tất cả trường đại học Giang Nông dưới tên của mình. Tóm lại, năng lực của ông, năng lực của tôi, ông cũng đã rõ. Nhất định là sẽ thu được càng nhiều lợi ích hơn các sinh viên khác làm đại lý. Chuyện này không khó, cậu làm tổng đại lý có thể suy nghĩ. Ơi, cảm ơn nhé. Cậu muốn dùng danh nghĩa gì ở những trường đại học khác? Vẫn là Hỏa Tiễn 101 hay sao? Nhất định rồi. Mấy tên tinh thông đó rất là khó nghe. Hỏa Tiễn 101 nghe hay hơn. Sinh viên đều dễ dàng chấp nhận. Tôi có thể đồng ý để cậu làm tổng đại lý giao hàng, nhưng không thể lấy danh nghĩa Hỏa Tiễn 101. Nếu không, Khổng Tịnh sẽ không cho tôi đi giày nhỏ đâu. Tôi chỉ là tuyên truyền thôi mà. Chuyện này không thể thương lượng được nữa, trừ phi cậu phải được sự đồng ý của Khổng Tịnh. Ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Tao có việc đi trước đây, mày cứ tiếp tục làm việc vô ích đi. Nếu quan hệ của bọn mày có tí tiến triển nào, coi như tao thua. Mẹ nói. Nếu có thì coi như 3.000 tệ kia tao không phải trả mày. Kia tao không phải trả. Khổng tiểu thư, cứ vậy mà đi rồi sao? Hay là ở lại uống thêm vài ly đi. Xin lỗi Hoàng tổng, tôi thật sự là phải quay về rồi. Lưu tổng, giám đốc Khổng. Uống say rồi ư? Tiểu Trần tới rồi à, phiền cậu đưa Khổng Tịnh về nhà nhé. Khổng tiểu thư, mới vừa uống còn chưa đủ, chúng ta nhất định là phải làm thêm hai chai nữa mới được. Ơi, người tài xế này có an toàn hay không? Quản lý Khổng đã uống say rồi, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn đấy. Đảm bảo, tuyệt đối đảm bảo. Đây là cậu sinh viên làm tổng đại lý của các trường đại học thuộc khu Giang Lăng của chúng ta đấy. Cách đây không lâu còn phụ trách nghiệp vụ của chúng ta ở nhà máy Tân Thế Kỷ nữa. Trần tổng, nhà tôi ở khu lục địa tại Vũ Hòa. Cửa A tòa nhà 501, đêm nay có thể tôi sẽ lồn. Sau này phiền cậu vệ sinh lại hộ tôi.
xem ra cũng tin tưởng mình. Mẹ nó, nếu không phải vì tương lai Hỏa Tiễn 101 cần mở rộng, mình cũng đích cần phải khổ sở thế này. Ông mày làm việc đường đường chính chính, việc gì phải rụt rè như kẻ trộm vậy? Đường mà! Lòng tốt lại đem cho chó ăn, lão tử không thể ở lại đây nữa. Cô ta uống say thành như vậy, nếu như mình đi thẳng về. Nếu như sau khi cô ấy tỉnh lại, không nhớ nổi tối qua mình đưa cô ấy về thì làm sao bây giờ? Không nhớ được mình không lợi dụng người khác, lúc gặp khó khăn thì làm sao bây giờ? Không được, phải cho cô ấy biết. Mình hy sinh thời gian ngủ đến đây mới được. Tính rồi. Cô ấy có khi nào sẽ ngồi ở bên cạnh sofa, vuốt trán của mình rồi tự lẩm bẩm hay không? Nếu như vậy, phải phối hợp một chút. Coi như là vì sự phát triển mà hy sinh bản thân hay sao? Thiếu phụ quả nhiên vẫn là biết nạnh. Sáng sớm ngày mai mà mình đi mua bữa sáng, đến lúc đó không phải là khiến cho Khổng Tĩnh cảm động đến khóc hay sao? Trần Tổng tỉnh chưa? Tôi đi mua cho cậu một cái bàn chải đánh răng, lát nữa ăn chút cháo đi. Khổng Tĩnh cũng thực sự là rất bình tĩnh, giống như tối hôm qua không phải cô ấy uống say, mà là mình uống say. Quản lý Khổng, đây là một kế hoạch cả hai bên cùng có lợi. Hiện tại tinh lực chủ yếu của Thâm Thông đều ở thị trường đại học. Vì lẽ đó, nếu mọi người nhận thầu cho Hỏa Tiễn 101 tới khai thác, như vậy có thể rất nhanh tăng cường lợi nhuận của nhau. Như vậy không được. Nếu như cậu muốn dùng danh nghĩa của Thâm Thông, thì tôi chỉ có thể đưa toàn bộ nghiệp vụ ở Đại học Kiến nghiệp cho cậu mà thôi. Lại không lẻ mặt mình, tối hôm qua mình đón cô ấy trở về, cũng không thừa dịp cô ấy uống say chiếm tiện nghi. Lão tử block cô, nhưng không thể dùng Hỏa Tiễn 101. Tiên sư nó, nếu như bên này Thâm Thông thực sự là không muốn hợp tác, lão tử chuyển sang hợp tác cùng với Trọng Thông. Mới thành lập năm ngoái. Ơi, nếu đã như vậy thì không nói chuyện được. Chi nhánh gia nhập liên minh thương mại nắm giữ quyền lợi rất lớn. Nếu như tổng bộ kiến nghiệp thẩm tra không phải là rất nghiêm ngặt, với không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của xí nghiệp thì sẽ không sao. Cảm ơn Khổng Tỷ, chị tối hôm qua uống say. Ngày hôm nay lên nghỉ ngơi nhiều. Sau đó còn có nhu cầu gì lập tức gọi điện thoại cho em. Ơi, người trẻ tuổi, thật ra khổ một chút cũng không sao. Đem Khổng Tỷ xóa ra khỏi danh sách đen. Vất vả cho cậu đưa Khổng Tịnh về nhà rồi, Khổng tiểu thư. Cậu hoàn toàn không giống với những nam nhân tối qua muốn chiếm tiện nghi của tôi. Cậu muốn ăn hoa quả hay không? Cậu nói đi. Nơi này ồn quá, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Tối qua, ấu giờ chờ cậu đến 11 giờ rồi mới quay về, mới quay trở lại phòng ký túc xá. Có thể cô ấy có chuyện muốn nói với cậu. Lần sau, nếu cậu không về căn cứ 101, cũng lên báo một tiếng,
Đừng để cô ấy ngồi một mình chờ đợi lâu như vậy. Cũng không thể nào nói tối qua mình đã qua đêm với một cô gái khác, mặc dù cũng chưa làm gì cả. Còn một chuyện nữa, hôm qua có một bạn nữ sinh viên năm nhất đến tìm Ấu Sở. Nữ sinh viên năm nhất. Sư muội kia cũng không đẹp bằng tôi. Không những chảnh chó, sau khi đến đây cứ xem như là nhà của mình vậy. Đầu mẹ, không lẽ là La Tuyền hay sao? Phải tìm thời gian nói chuyện với cô ta. Tính cách của cô ta nếu như không lấy được thì người khác cũng đừng hòng mà có được. Bọn họ đã nói gì? Không biết, nhưng đây là lần thứ hai cô ta tới đây rồi. Tóm lại, tôi muốn nhắc nhở cậu, đừng khiến cho Ấu Sở buồn nữa. Để tôi nhắc. Đi ăn cơm thôi, get go. Tối qua mình với mấy bạn cùng phòng đi chơi net. Cậu đợi tớ muộn như vậy là có chuyện gì muốn nói phải không? Có chuyện gì? La Tuyền không lẽ nói mấy thứ vớ vẩn gì với rồi đấy chứ? Không vội, cậu cứ từ từ nói đi, mình chậm rãi lắng nghe. Mình muốn mua một cái máy nhắn tin, có được hay không? Được. Sao bỗng nhiên cậu lại muốn mua một cái máy nhắn tin vậy? Lúc cậu không có ở đây. Mình rất muốn nghe giọng nói của cậu. Máy nhắn tin thì đơn giản thôi, cậu còn có chuyện gì khác không? Không có, thật sự không có. Không có, chúng ta đi ăn cơm đi. Sim cũng đã mua rồi, tớ đã lưu trong đó vài số điện thoại của các bạn học. Còn có một vài giáo viên bộ môn cũng được lưu trong đó. Cứ cầm theo bên mình, mất rồi thì tớ mua luôn iPhone 14 cho cậu. Những số khác có thể không lưu được không? Chỉ cần lưu số điện thoại của cậu là được, để khi nào mình cần có thể liên lạc với cậu một cách nhanh nhất. Ưng ý chứ, sau này tha hồ mà kiểm soát. Đừng xoa nữa, đau. Đêm nay chúng mình đi chơi đi, chút nữa tại trung tâm đại học có chiếu phim, phim điện ảnh. Mình muốn cắn cậu một cái. Không được nhúc nhích. Thói quen tốt thì không học, thế mà học đòi chuyện kiểm soát này. Thu dọn một chút rồi chúng mình đi xem phim.